Đây là đội chai giam của chân các bạn, sẽ biểu diễn trước nè. Danh đã có mặt tại xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh của chú anh Đoàn. Thì hôm nay Danh đến đây để quay lễ chúc thọ mừng người cao tuổi của chú anh Đoàn. Thì nhân dịp lễ chơi cho Thanh Thái Mây thì bà con sẽ được phát những phần quà rất là ý nghĩa luôn của chú anh Đoàn. Hôm nay ở đây lại có thêm đội múa chằn nữa của chú anh Đoàn. Thì hồi sáng Danh không có lại quay được, thì có câu lạc bộ bóng chuyền nữa. Hôm nay thì có đội múa chằn và chơi giam cùng với ban tổ chức ở đây làm lễ chúc thọ người cao tuổi. Đấy là dễ thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đông nhiều người cao tuổi của chú anh chị bạn. Ở đây là lễ chúc thọ nha. Hình như một lát nữa sẽ có robam giặt rò của chú anh chị bạn. Và phía trước có một cái bảng của chú anh chị bạn. Dạ, thì là bản chúc thọ người cao tuổi nhân dịp lễ Chúa Trần Nam Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024. Alo, 1, 2, 3, 4. Thưởng thức các tác mục văn nghệ biểu diễn cho gia đồng mừng Tết cổ truyền Chúa Trần Nam Thơ Mây năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer. Xin trân trọng và giới thiệu kính mời Acha Sơn Sivet, Phó Ban Quản trị Chùa Trung Tập điều hành chương trình diễn nghệ. Xin kính mời. Bạn đã mình đang trên chỗ trạm thi chắc hàng đầu trong cả nước bao xung bất quan cài gặp Namaskar và bất tịnh quân và song ở tầng bì vót nhưng vượt nhân vót của Trung Sơn Trung Tập ở chia bất tịnh quân và bất tịnh quân kia rung bất xung group. Lục Diệu Ta chạm bất thiết cha cả nước cả chúc chung một ca quan អាចជួយតាមថ្មីដើម្បីឈានចូលកម្មវិធីជាខាងដើមសូមគោរពសូមអញ្ជើញជាតាញាតិញោមយើងទាំងអស់សូមតសនាដល់ការសម្ដែងរបស់ជាយ៉ាងបាទដែលប្រភេទឡើងជាតាញាតិសម្ដែងឡើងដោយបងប្អូនក្រុមជាយ៉ាងអរគុណសៀងនូវភូមិសំរោងបាទយើងតែយើងបាទសូមគោរពសូមជាបងប្អូនក្រុមជាយ៉ាងរបស់យើងរួមរាល់ទៅកាន់កម្មវិធីដើម្បីសម្ដែងជាជូនដល់យាយតាយើងដោយតទៅសូមស្រោតតាយ៉ាងខ្លាំងៗមួយបាទ. Thank you.
ខ្ញុំសូមគោរពតាមគ្រប់ទាំងអស់គ្នា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 សូមគោរពតាមគ្រប់ទាំងអស
ខ្ញុំសូមស្នើតដៃយ៉ាងខ្លាំងក្លាមួយបាទសូមអរគុណបងប្អូនក្រុមជាទីនៅសម្រងអញ្ចឹងទៅសមារីគេកំសាន្តនៅក្រុមមួយទៀតបាទជាកិត្តិយសផងដែរគឺថាក្នុងពិធីបុណ្យអំណរចូលឆ្នាំថ្មីបងប្អូនយើងគឺថាមានក្រុមឆ្យាមចូលរួមសម្ដែងមួយទៀតដើម្បីចែកជូនដល់យាយតាមិត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រីករាយសម្ដែងក៏ដូចជាការតាមដានអំពីបងប្អូនក្រុមឆ្យាមនៅភូមិចុងតបបាទរបស់លោកអ្នកអ្នកភូមិសូមជម្រាបជូនបងប្អូនហើយ
Thank you.
ខ្ញុំជាញាតិតំណាងក្រុមជាញាតិមកភូមិចំតបឡើងមកខាងមុខដើម្បីមានគណៈកម្មការគុំឬថាជួនចិត្តរង្វាន់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនគុំជាមួយយើងដែលខំរក្សានៅទីនៅតំឡប់ប្របិនៃរបស់បងយើងថាតម្រង់បានយកមកសម្ដែងចែកជូនដល់យាយតានគឺថាយូរខែឆ្នាំណាស់ទៅបានចែកបានប៉ុណ្ណឹងគឺថាសូមតំណាងឲ្យក្រុមជាញាតិបងប្អូនគឺថាសូមគោរពជូនលោកកាន់អវិទ្យាខាងមុខសូមគោរពសូមជូនរួមរាំបាទ អសូមប្រោតដល់យ៉ាងខ្លាំងឡើងបាទអសូមបងប្អូនលោកមីងក៏ដូចជាបងប្អូនយើងជួយរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់បងប្អូនយើងអសូមអរគុណអញ្ចឹងទេបន្តនឹងកម្មវិធីសូមរីករាយកំសាន្តរបស់ចម្រៀងមួយដើម្បីជូនជាចំណងដែរក៏ដូចជាអបអរសាទរថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជារបស់បងប្អូនយើងសូមអរគុណយេតាញាតិញោមទាំងអស់រីករាយកំសាន្តរបស់ចម្រៀងរបស់ទៀតហើយក្រោយពីនេះក៏ថាយើងចូលរួមកម្មវិធីរបស់បងប្អូនយើងជាលំ
ហើយកំសាន្តទៅតទៅបាទ ជាប្រធានកម្មវិធីអបអរចូលឆ្នាំថ្មីក៏ដូចជាប្រធានសកលតាវិរិយ
Trước khi đi vào chương trình nội dung thì tôi xin thông qua cái chương trình làm việc ngày hôm nay. Một lớn là nghi thức, còn nó tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Hai lớn là phần nội dung. Một là đọc thư chúc mừng Tết cổ truyền cho Thanh Nam Thơ Mây năm 2024 của tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Hai là phát biểu của lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân xã. Ba là phát biểu ý kiến của đại diện dân. Bốn là phần đọc kinh cầu an của các vị sư chùa trong tập và chùa Sa Múc. Thứ năm là tặng quà mừng thọ cho người cao tuổi dân tộc Khmer. Cuối cùng là đáp từ kết thúc lễ chúc thọ. Kính thưa quý lãnh đạo, các đồng chí, toàn thể quý vị đại biểu, kính thưa các vị sư, kính thưa quý cụ ông, cụ bà cùng cô bác anh chị. Tết cổ truyền cho Thanh Nam Thơ Mây là dịp để đồng bào Phật tử người Khmer đến chùa lễ Phật, gia đình thân tộc, bà con xóm làng thăm hỏi, chúc tụng nhau những điều may mắn, phúc lành, họ thêm một tuổi. Từng thôn xóm, từng điểm chùa tổ chức ngày hội hát múa, vui chơi, các trò chơi dân gian nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của người dân tộc Khmer. Truyền thống từ xa xưa đến nay của dân tộc Việt Nam coi trọng đạo hiếu, đạo lý, uống nước nhớ nguồn, cũng như chúng ta có câu yêu trẻ, trẻ đến nhà, kính già, già để tuổi cho. Vậy nên khi tuổi mọi người tăng thêm một bậc, một năm, đồng thời cũng tăng thêm sự kính yêu, tôn quý của gia đình, dòng họ, xóm làng và được chính quyền quan tâm chăm sóc. Nhân dịp này, đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Hòa A tổ chức lễ chúc thọ và tặng quà cho các cụ ông, cụ bà cao tuổi nhằm tôn vinh cây cao bóng cả, động viên tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, sống gương mẫu cho gia đình và xã hội, góp phần công sức xây dựng xã nhà ngày càng khang trang, giàu đẹp theo hướng nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Hiện tại đang phát quà cho bà con của chúng ta, những người cao tuổi của chúng ta. Đủ mọi người, chú Sáu ơi, mời đủ mọi người con. Trên tay cầm cái lá thơ mời màu xanh và lên đủ mọi người giùm con. Cô bác còn lại thì chuẩn bị.
lãnh đạo ban tập tỉnh, lãnh đạo ban tuyên giáo huyện ủy, xin kính mời các vị sư là lãnh đạo ủy ban nhân xã, chúng ta sẽ di chuyển quà và tặng trực tiếp các cụ ông cụ bà đang ngồi tại chỗ. Xin kính mời gia đình cầm trên tay với bà con mình cầm trên tay lá phiếu màu xanh nha. Có lá phiếu màu xanh sẽ có quà, nhớ cầm phiếu màu xanh giùm. Vậy tại dân miền ta có cái hiếu á và cái cạnh lượt đài ấy vậy ta là thật tâm cái đá nó mang tù lên mà bán nó xong mà phải tốt không có đó tao không mà vậy tại dân phải tốt nó cầm cái đá có cái hiếu nó mang lượt đài thì là cái nón không biết đâu cái đá cái vui vui mà xong mà phải ai để ta để tôi thua bán hết anh chị tôi thua bán em mà xin tiền về miền mong muốn nát em miền cũng nóng nát thằng sao lập bạc nó xong mà cùng cái nhà rồng chào mình tích rồi thì chú đồng nội mình sẽ chỉnh mình cầm tí chơi riêng rồng sờ bài rồng làm riêng muốn đầu tiên là riêng bạn là xong chung lên bọn tôi đi khang mô tô được phát sóng á, phát sóng ông đi mặt tàu thì đã xong chuyện năng đó, bọn tôi đã biết ra khang được phát sóng xong chuyện ở Việt Nam. Được không? Nói không? Rồi về nhà chúng ta bắt đầu được rồi đó. Em đi độ ngã chưa chợ luộc hoạt ảo lắm. ជំនឹងដល់យាយតាមេមីបងប្អូនជីវ័នកញ្ញាកុមារាកុមារីទាំងអស់ផងដែរក្រោយពីកម្មវិធីជូននៅដល់ចាប់ប្រតិជាណនៅមានកម្មវិធីលេងល្បែងប្រជាប្រិយតំណាងតម្លាភ័យនៃខ្មែររបស់ផងយើងទៀតផងដូចជាច្រៀងរាំសប្បាយជាទូទៅជំនឹងដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាកុមារជំនឹងតំតាបាទលោកគ្រឿងរាំសប្បាយទាំងអស់គ្នារហូតដល់ពេលថ្ងៃរសៀលបាទសូមជូនមកជាបរិមាន.